chương 4007, chặn giết đế. Đây là, trong tinh không 100 cái trận kỳ, lẫn nhau ở giữa liên hệ chặt chẽ, minh văn cao thâm, lấy thạch cơ nương nương cùng kình thiên kiến thức đều không thể nhìn thấu lai lịch của nó. Đây là phi thường đáng sợ sự tình, mang ý nghĩa cái này 100 cái trận kỳ có được chấn sát bọn hắn năng lực. Bất quá, lấy đế lực lượng một người, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn thôi động bách kỳ. Mà lại hắn đã bị thương nặng, chỉ có chí bảo, khó mà phát huy ra uy năng. Bách kỳ cùng Huyễn Diệt Tinh Hải giao hòa, hội tụ thành một bức tráng lệ bức tranh. Có thể đoán được, nếu là đế có thể đem Bách kỳ hỗn độn đồ cùng bán tổ thạch thân hoàn toàn dung hợp, chiến lược chắc chắn vô địch tại thủy tổ phía dưới. Đây cũng là trước đây đế không muốn công pháp hắc ám chi huyên phòng tuyến nguyên nhân. Thạch Cơ nương nương gọi về hắc ám chi đỉnh hộ thể, một đôi mắt đẹp nhìn xem Huyễn Diệt Tinh Hải nhanh chóng đi xa, hai đầu lá liễu giống như đại mi có chút ngưng nhau. rất hiển nhiên, đế thực lực cùng nội tình vượt xa khỏi nàng đoán trước. Dù là đánh lén thành công đánh cho trọng thương, bằng nàng cùng tử tộc chư thần, nhưng cũng mơ tưởng đem nó lưu lại. Cưỡng ép vì đó, tất yếu phải trả cái giá nặng nề. Huyễn diệt tinh hải dần dần biến mất tại tinh không cuối cùng, từng khỏa hằng tinh cùng 100 cái trận kỳ, đều là đang nhanh chóng hội tụ. Đế trọng ngưng thạch thân, cao như tinh trụ, thần âm du dương truyền về, mối thủ hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Thạch cơ, gặp lại ngày, tất đoạt đỉnh diệt hồn. Kình thiên vẻ mặt nghiêm túc, nói, nương nương, thật sự như vậy buông tha hắn rồi. Lão Phu dám đoán chắc, đế vừa rồi tự bạo thạch thân hóa tinh hải, thường thế đã tiến một bước tăng thêm. Buông tha hắn, hôm nay ván này, trọng yếu nhất chính là hắn. Bất quá, ở chỗ này giết hắn, các người tử tộc muốn trả ra đại giới có thể là diệt tộc. Hắc ám chi uyên phòng tuyến phải bỏ ra đại giới, có thể là toàn diện sụp đổ, tiếp theo bị thái cổ thập nhị tộc thừa lúc. Đứng ở nhất định độ cao, nhìn vấn đề, nhất định phải từ toàn cục cân nhắc. Vì trên chiến thuật một lần thắng lợi, dẫn đến trên chiến lược đầy bàn đều thua, món nợ này, thạch cơ nương nương coi như đến rõ ràng. Thạch cơ nương nương nói, hắc ám chi uyên phòng tuyến liền giao cho ngươi, hảo hảo nhìn chằm trầm thái cổ thập nhị tộc. Thoại âm rơi xuống, bàn tay nàng trùng điệp một kích hắc ám chi đỉnh. Phanh, tiếng đỉnh vang lên, lực lượng hắc ám tràn ngập tinh hải, thôn vệ hết thải quang minh cùng vật chất. Khổng lồ như tinh thần đồng dạng thân đỉnh, xoay tròn cấp tốc đập ầm ầm hướng một mảnh khác trong tinh không đế đế vốn cho rằng thạch cơ nương nương hoặc là sẽ đi cực bắc tinh vực đối phó hắc ám quỷ dị hoặc là sẽ đi hướng bạch y cốc trấn thủ hắc thủ một khi nàng làm như vậy hắn liền sẽ đi mà quay lại công phá thiên nam sinh tử khư một lần nữa cướp đoạt thạch thủ nàng lại không lo lắng chút nào bạch y cốc xem ra thất thập nhị phẩm liên đi bạch y cốc là giữ nhiều lành ít đế nghĩ tới điều gì đã không còn mảy may lưu luyến cũng không cùng thạch cơ nương nương liều mạng, xuôi theo tam đồ hà hướng thiên đình vũ trụ trốn chạy. Nếu thấy không rõ thế cục, liền cách trung tâm phong bạo càng xa càng tốt. Chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai trường sinh bất tử giả phía dưới, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Oanh, oanh, bán tổ giao phong, đánh cho tinh không chấn động, từng khỏa tinh cầu như mưa rơi xuống. Tất cả tu sĩ, mặc kệ ở vào cảnh giới gì, một khi bị dư âm chiến đấu trùng kích, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tam đại nhân đi vào kình thiên bên cạnh, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, nói muốn lưu lại một tôn bán tổ, chỉ ít cần ba vị bán tổ đồng loạt ra tay vây giết, thạch cơ nương nương hay là khinh thường một chút. Kình thiên đối xử lạnh nhạt chầm chầm đi qua, nói tham dự bán tổ cấp đấu pháp, người còn có thể sống được, liền muốn cố mà chân quý. Thất đại nhân thi lễ một cái, nói, sư tôn, bạch y cốc xuất hiện chiến đấu ba động, chúng ta muốn hay không tiến đến trợ giúp. Không cần, Kinh thiên khoát tay áo, nói, đem tất cả còn sống tinh thần lực tu sĩ, toàn bộ sai phái ra đi, chuẩn bị ứng đối thái cổ thập nhị tộc đại quân. Đế cùng thạch cơ nương nương đấu pháp, để hoàng tuyền tinh hà hỗn loạn tương bừng. Một đường kịch chiến, tam đồ hà đại lộ từng đoạn vỡ nát, chính là đại thế giới đều hủy diệt mười mấy tòa. Tất cả vật chất, đều bị hai vị bán tổ hấp thu mà đi. Sinh tử giới tinh bên trên tu sĩ, sớm nhận được tin tức, nhao nhao bỏ chạy, có truyền tống, có đi cổ thần lộ, có trốn hướng tinh không? Một mảnh rối loạn, Trương Nhược Trần truyền tống đi thần nữ lâu tu sĩ về sau, không nhanh không chậm đi vào bờ tam đồ hà, nhìn về phía càng ngày càng chảy xiết nước sông, lặng lặng chờ đợi. Bỗng dưng, không gian chấn động, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách. Định, hắn đọc lên một chữ, tinh thần lực giải ức vạn giảm rộng lớn tinh không, lít nha lít nhít phù văn tùy theo hiển hóa ra ngoài, khảm nạm ở trong không gian. Những phù văn này, sau so đầy trời tinh thần còn nhiều hơn, lại một dạng sáng chói chói mắt. Như vậy đại thần thông, đem còn chưa kịp thoát đi mảnh tinh vực này tu sĩ đều nhìn ngây người. Cái kia đứng tại bờ tam đồ hà người trẻ tuổi, tuyệt đối là chư thiên, là thời thế hiện nay tồn tại cường đại nhất. Chỉ có người như vậy, đối mặt hai tôn bán tổ tinh vực cấp đấu pháp, mới có thể mây trôi nước chảy. Trương nhược trần áo trắng như tuyết, tóc dài chập trờn, thần âm truyền khắp tinh không, đế tổ, ta chờ đợi đã lâu. Đang cùng thạch cơ nương nương đấu pháp đế, trong lòng trầm xuống, nhìn về phía sinh tử giới tinh trên không đứng tại đầy trời phù văn trung tâm Trương Nhược Trần, nói, đế trần, ân oán giữa chúng ta, không phải xóa bỏ sao. Không sai, nhưng lần này là thạch cơ nương nương tốn hao giá tiền rất lớn mời ta xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, đế nói, bản tỏa có thể ra giá tiền cao hơn, không bằng chúng ta liên thủ, chấn áp nàng. Hắc ám chi đỉnh về ngươi, có thể, ngươi đem bách kỳ hỗn độn đồ cho ta, ta liền giúp ngươi chấn áp thạch cơ nương nương. Trương Nhược Trần nói, nghe được bách kỳ hỗn độn đồ, đế trong lòng liền đã hiểu rõ. Trương Nhược Trần sớm đã nhìn thấu hắn giá hòa kế sách, hôm nay căn bản không có bất luận cái gì khả năng hợp tác tính. Bách kỳ hỗn độn đồ ở đây, đế trần cần phải tiếp hảo. Đế lấy bán tổ thần khí, thôi động 100 cái trận kỳ, mang theo trùng trùng điệp điệp vũ trụ phong bạo, hướng đứng trên bầu trời sinh tử giới tinh Trương Nhược Trần công phạt mà đi. Trương Nhược Trần mỉm cười, trên lưng thủy tổ huyết dực triển khai, đỉnh đầu tinh không bị huyết hải bao trùm vô biên vô hạn ngũ thải lưu ly cháo từ trong huyết hải bay ra hóa thành một mảnh năm màu tinh vân cùng bách kỳ tinh hải phong bạo đụng vào nhau hai cỗ lực lượng đều là bao quát mấy trăm tỷ dặm tinh vực không gian giống như là điều khiển thiên địa vũ trụ đang chiến đấu quy tắc thần văn va chạm trật tự đối xứng lôi điện xoay quấn trận pháp cùng phù văn lẫn nhau ma diệt trương nhược trần cũng không có giống đế trong dự liệu đồng dạng bị một trăm cái trận kỳ phá tan ngũ thải lưu ly cháo vững vàng ngăn trở lực lượng của hắn, cũng ngăn chặn đường đi của hắn. Trương nhược trần mây trôi nước chảy, như chúa tể vũ trụ đại đế, tinh thần nhật nguyệt quang hoa đều là bởi vì hắn mà ảm đạm, thiên địa quy tắc cũng quay chung quanh hắn mà vận chuyển. Đế cảm thấy khó có thông thể tin, cái này sao có thể? Bằng tu vi của ngươi, làm sao có thể chống đỡ được bách kỳ hỗn độn đồ một kích toàn lực? Bản đế một người, tự nhiên không thể nào là đế tổ đối thủ. Nhưng, đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Đế tổ thất đạo, thiên hạ trung kích chi, trương nhược trần thần âm lang lãng, truyền khắp tinh không. Bốn vị lão tộc hoàng, tu thần thiên thần, vô ngã đang lần lượt hiện thân, từng cái phát ra bất diệt vô lượng cấp bậc khí tức, phóng thích sáu loại khác biệt lực lượng, thôi động ngũ thải lưu ly cháo. Lấy sinh tử giới tinh làm trung tâm, mấy chục vạn ức giảm tinh không đều là bởi vì trên người bọn họ khí tức trở nên sôi trào. Trương Nhược Trần chân đạp Thái Cực tứ tượng đồ, cầm trong tay trầm nguyên thần kiếm, bay ra ngũ thải lưu ly cháo. Từng bước hướng về phía trước, chiến ý vô tận, từng tòa cửu thải sắc thiên vũ thế giới, tại đỉnh đầu hắn hiển hiện ra, cùng huyết hải hòa lẫn. Giống thủy tổ ẩn giáng lâm, lại như bất động minh vương đại tôn trở về. Bản đế ở đây, đế tổ hôm nay liền qua không được sinh tử giới tinh. Tiếp ta một kiếm, một kiếm chém nguyên hội, trương nhược trần huy kiếm mà ra, kiếm khí chém không gian như cắt giấy đế cảm nhận được trương nhược trần trên thân cuộn trào khiếp người thủy tổ khí tức đồng thời biết rõ kiếm tổ kiếm tâm lợi hại gặp trương nhược trần huy kiếm chém tới căn bản không dám liều mạng chân thân lập tức lui lại yêu ham bay ra ngoài đồng thời hắn vung ra thạch đao đối với trương nhược trần một kiếm này coi trọng tăng lên đến 12 phần yêu ham ngăn trở trương nhược trần kiếm mang căn bản không cần đến thạch đao làm tầng thứ hai phòng ngự cái này kiếm tâm lực lượng trở nên yếu đi đế trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này. Trương Nhược Trần hiển nhiên đối với mình một kiếm này, cũng rất không hài lòng, nói, nếu không có kiếm tâm bị hư thiên mượn đi, một kiếm này, người tuyệt đối ngăn không được. Đế vốn là tâm cảnh trầm ổn, nhưng cũng bị Trương Nhược Trần tức giận đến có chút táo bạo. Vốn cho rằng Trương Nhược Trần dám một mình xông ra ngũ thải lưu ly cháo bổ ra một kiếm này, một kiếm này khẳng định long trời lở đất. Vì toàn lực phòng ngự, đế chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ, đem sau lưng không môn hoàn toàn bại lộ cho thạch cơ nương nương. Thạch cơ nương nương chân thân xuất hiện đến đế sau lưng, một trưởng rơi xuống, ngàn vạn trật tự cùng hắc ám quy tắc tràn vào trong cơ thể hắn, phá hư hắn bán tổ thạch thân. Bắt lấy cơ hội này, trương nhược trần rút kiếm mà tới, nhân kiếm hợp nhất, như một vệt sáng đâm thẳng đế ngực bụng. Đế hoành đao ngăn cản, thạch đao thân đao, cùng trầm uyên thần kiếm mũi kiếm trùng điệp đụng nhau, khuấy động ra từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng. Quy tắc quá dày đặc, năng lượng quá nồng nặc, một kiếm này về sau, ba người trực tiếp tiến nhập dị thời không chiến trường. Yêu ham khí linh cường đại, đụng vào dị thời không chiến trường cứu chủ, nhưng bị hắc ám chi đỉnh ngăn trở. Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới, thiên đỉnh, địa đỉnh, hồng đỉnh, vu đỉnh lần lượt bay ra, cùng hắc ám chi đạo tụ hợp cùng một chỗ, đem yêu ham áp chế đến chỉ có thể bị động phòng thủ. Đều là trương không một thần khí, thời gian, hắc ám, vận mệnh, bản nguyên, chân lý đủ loại hủy thiên diệt địa năng lượng va chạm. Đế toàn thân không cách nào động đậy, toàn lực phóng thích quy tắc cùng trật tự, lấy đạo pháp cùng thạch cơ nương nương, trương nhược trần đối kháng. Trương Nhược Trần muốn thu kiếm biến chiêu, nhưng đế bán tổ trật tự, giống như vô số thần liên đem hắn quấn quanh, người cùng kiếm đều bị khóa chặt. Hoặc là nhất cổ tác khí, phá vỡ đế đạo pháp, đem hắn tiến một bước trọng thương. Hoặc là đợi đế chậm qua thời khắc này suy yếu, đánh vỡ hắn cùng thạch cơ nương nương trước sau áp chế. Nói cho cùng, thạch cơ nương nương chân chính bản thể chính là hắc ám chi đỉnh, mà không phải bộ thân thể này. Đế như bị hắc ám chi đỉnh đánh chúng, chính là một phen khác kết quả. Đế rất rõ ràng, tiếp tục như vậy rằng con nữa, đối với mình phi thường bất lợi. Một khi phía ngoài lục đại cao thủ, chấn áp bách kỳ hỗn độn đồ, tiến vào mảnh này dị thời không chiến trường, hắn hôm nay thật rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Trương Nhược Trần, Thạch Cơ, trong thời gian ngắn, các ngươi không chấn áp được bản thỏa mà bạch y cốc đã là tràn ngập nguy hiểm nếu để hắc ám tôn chủ tay trái thoát khốn các ngươi coi như trấn áp bản tọa nhưng cũng là được không bù mất đế nói không nhọc ngươi hao tâm tổn trí bằng một cái thất thập nhị phẩm liên còn công không phá được bạch y cốc thạch cơ nương nương tóc dài hóa thành từng đầu tinh hà mỗi một đầu tinh hà đều dài đến mấy ngàn vạn dặm đem đế khổng lồ thạch thân quấn quanh một chút xíu cắt chém đi vào đế tiếng nói đều trở nên gian nan nói như lại thêm hắc ám tôn chủ tay phải đâu trương nhược trần lộ ra suy ngẫm thần sắc hắc ám tôn chủ cỡ nào nhân vật lợi hại vạn cổ bất diệt nhục thân vĩnh tồn hắn như dung hợp thân thể tàn phế thành công phong đô đại đế há lại hắn một chiêu chi địch nói thật cho các người biết thần giới mặc dù thả ra hắc ám tôn chủ tay phải nhưng cũng bên phải trong tay bố trí thủ đoạn để hắc ám tôn chủ dung hợp thân thể tàn phế thất bại trong gang tấc đế nói đi bạch y cốc cũng không phải là chỉ có thất thập nhị phẩm liên còn có cái kia chiến lược có thể so với bán tổ tay phải. Trương Nhược Trần cùng Thạch Cơ nương nương liếc nhau, rất khó phán đoán đế trong lời nói thật giả, nhưng trong lòng là thật sinh ra lo lắng. Thừa dịp hai người phân tâm thời khắc, đế thét dài một tiếng, thể nội bộc phát ra thời gian thủy triều. Quy tắc cùng trật tự đầy đủ nồng đậm, có thể hình thành dị thời không. Mà thời gian ấn ký cùng thời gian quy tắc đầy đủ nồng đậm, là được tiến vào thời gian Trường Hà. Giờ phút này, đế chính là bằng vào chính mình không có gì sánh kịp thời gian tạo nghệ cưỡng ép đem trương nhược trần cùng thạch cơ nương nương kéo xuống thời gian trường hà bên trên thời gian trường hà hung hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ thọ nguyên tổn hao nhiều bị ép vào từ cảnh đế cũng liền không sợ hãi nói chúng ta cùng đi tương lai đem thời đại này giao cho bọn hắn đến tương lai hắc ám chị uyên phòng tuyến thắng bại tự nhiên thấy rõ ràng thời gian trường hà bên trên nhấc lên phong bạo sóng lớn mang theo thiên địa chi lực tuôn hướng ba người. Trương Nhược Trần sao lại theo đế đi tương lai, một ngày đều không được. Nhìn thoáng qua đế trong tay thạch đao, Trương Nhược Trần trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, đem thiên ma thủy tổ thần nguyên lấy ra. Theo thiên ma thần nguyên hiện ra quang hoa, thạch đao rung động kịch liệt, đúng là từ đế trong tay tránh thoát, bay về phía Trương Nhược Trần. Bắt lấy thạch đao, Trương Nhược Trần thân như mãnh hổ chụp mồi, bá khí tuyệt luân lăng không một chém. Xoạt, thiên ma thủy tổ quang ảnh, tại phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất đao mang không thể địch nổi trực tiếp đem đế vốn là rách dưới thạch thân chém một phân thành hai thạch cơ nương nương hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao này hướng trương nhược trần ném đi một đạo ánh mắt u oán trương nhược trần thì là căn bản không để ý tới đế cùng thạch cơ nương nương quay người hoành đao hướng thời gian trường hà bên trên cuồn cuộn sóng lớn ánh mắt kiên định chân phải lui lại nửa bước vung đao phách chảm ra ngoài oanh thời gian quy tắc cùng thời gian ấn ký hội tụ thành vì cái gì sóng lớn, vậy mà thật bị hắn một đao phá vỡ, hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Nhưng Trương Nhược Trần lực lượng có hạn, thời gian lại là vô hạn. Mắt thấy một đao này lực lượng cuối cùng, hắn muốn bị phóng tới tương lai. 20 đoàn đạo quang, từ hắn trong huyền thai bay ra, cùng thái cực tứ tượng đồ cùng một chỗ tại thời gian Trường Hà đang xoay tròn. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần chạy ra thời gian Trường Hà, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm một lần nữa trở lại dị thời không chiến trường vừa rồi trương nhược trần ngăn trở thời gian trường hà sóng lớn thời điểm thạch cơ nương nương đã là bắt đế hai nửa thạch thân trước một bước trở lại dị thời không chiến trường gặp trương nhược trần bình yên vô sự trở về thạch cơ nương nương trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc không dám tưởng tượng trương nhược trần lại phá nhất cảnh chiến lực sẽ mạnh đến mức nào nơi này liền giao cho nương nương ta phải lập tức tiến đến hắc ám trị uyên phòng tuyến nương nương nhưng phải nói lời giữ lời trương nhược trần huy kiếm phá vỡ không gian mang theo tứ đỉnh sải bước đi ra ngoài